Quý vị khán giả thân mến, cuộc chiến ngày càng tăng nhiệt với sự dừng lại của cầu thủ Nhí Đặng Thế Phong. Cuộc đua ngày càng kịch tính. Chúng ta sẽ cùng xem điều bất ngờ gì sẽ xảy ra trong tuần này nhé. Quý vị ơi, trải qua nhiều tuần được đồng hành cùng với các bạn cầu thủ Nhí thì khả năng đá bóng của Sam cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tuy chưa thể tham gia ngay vào đội cầu thủ Nhí nhưng Sam cũng đã am hiểu hơn về bóng đá để có thể hòa chung niềm đam mê với các con. Và tuần này sẽ là một tuần vô cùng quan trọng đối với các bạn cầu thủ Nhí khi phải đối mặt với những đối thủ khá mạnh. Trải qua từng trận đấu thì các bạn nhỏ của chúng ta đã trưởng thành hơn trong ý chí và cả trong thi đấu. Tuần này các bạn nhỏ của chúng ta sẽ thể hiện bản thân mình như thế nào? Ai sẽ ra về và ai sẽ ở lại? Quý vị khán giả hãy cùng xem theo dõi nhé. Đạp dây đạp một kia. Buổi sáng như thường lệ, đội cầu thủ Nhí đang tập luyện cùng huấn luyện viên trưởng Minh Phương với sự hỗ trợ của ba đội trưởng đáng yêu ST Sơn Thạch, Hồng Thủy và Ali Hoàng Dương. Hai cái tay đỡ hai cái lưng. Anh muốn ba vị đội trưởng á chia nhóm như thế nào đó. Giống như Thủy là thích cho tập yoga, ST thì thích cho tập kỹ thuật, đây là cho tập sức mạnh hay là chạy sức bền, làm sao để phù hợp với các con mình thích ứng với bài tập đó. Đội cam đâu? Rồi đội xanh lá cho chưa hỏi sáng giờ mình tập gì rồi? Dạ tập truyền. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ tập bài tập dành cho cơ mông nha. Mình tập cái gôn, mình tập thể lực được chưa? Làm khác là tôi trừ điểm ráng chịu à. Tí nữa tôi đưa ra đội nguy hiểm ráng chịu nha. Để đó đi, tí nữa mình làm cái này. Bây giờ mình chơi với nhau một trò chơi. Sáng giờ cũng đã chạy bộ rồi gì, sáng giờ cũng đã làm hoạt động cơ thể nhiều rồi gì. Bây giờ mình sẽ tập cơ mông nè, cầm yên bóng coi. Không có nhón, nhón là sai. Không có cúi luôn, không có cúi luôn. Làm lại, dừng lại. Rồi, mình để bên này, chỗ này của mình. Mình sẽ kêu tên một người nhưng mà mình không được chuyện cho người đó. Mình kìa cho một người nào là đó khác, được chưa? Lên thở, lưng phải thẳng, không nhón chân, không nhón chân. Rồi làm lại đi nè. Đúng rồi, lưng phải thẳng con, lưng phải thẳng. Cầm banh gần mình thôi, cầm banh gần thôi. Đúng rồi. Rồi, ok. Ê anh. Gì đây? Không gọi tên. Okay. Đúng rồi. Sao mà con phải gọi là chú ST nhưng mà con chỉ cho người khác? Mỗi đội đều có những bài tập và kỹ thuật khác nhau nhưng đều giúp cho các bạn nhỏ có sức khỏe thật tốt và linh hoạt với những pha xử lý bóng trên sân cỏ. Qua đó cũng chứng minh rằng ba đội trưởng của chúng ta cũng có bản lĩnh đào tạo bóng đá lắm đấy nha. Xin chào thầy Minh Phương. Xin chào. Chào ba đội trưởng và chào các con. Ngày hôm nay thì em thấy có một cái điều đặc biệt ở sân tập chúng ta, đó chính là có sự tham gia của cả ba đội trưởng. Không biết là ba đội trưởng giúp ích hay là phá hoại cho buổi luyện tập của các bạn hôm nay ạ? Anh cũng đang tính hỏi ba vị đội trưởng của chúng ta là không biết là đội ST tập cho đội mình bài tập gì ạ? Em tập cho các bé thứ nhất là độ phản xạ và thứ hai là độ tập trung. Đầu tiên là những bài tập phản xạ là giống như là mình gọi tên một người vừa mới truyền mình nhưng mà mình truyền cho người khác để tập sự phản xạ của các bé, để các bé phân ra hai luồng suy nghĩ khác nhau. Và thứ hai là tập trung, là em cho các bé tập trung vào những mục tiêu để các bé đá vào những mục tiêu chính xác. Đội môn Thủy tập cho các bé là có sự liên kết với nhau, và khi mà sút vào những cái mục tiêu để ngã mục tiêu thì các bé nhường nhịn lần lượt cho nhau. Và hôm nay thật sự em cũng không khỏe lắm để tập nhiều cho nên là chỉ tập như vậy thôi. Em cũng có tập cho các bé về thể lực và bài tập thư giãn, đó chính là chơi trò chơi cùng nhau. Tại vì em biết là từ sáng đến giờ thì các bé cũng đã rèn luyện rất là nhiều rồi, cho nên là cũng cần có một khoảng thời gian để các bé thư giãn nhiều hơn, để mà có nói chung tái tạo năng lượng để mà mình có thể bước vào trận đấu sắp tới. Ba đội trưởng có nhiều sáng tạo để suy nghĩ ra những bài tập cho đội của mình. Chung quy lại một điều thì mỗi một đội có một cái chủ đề khác nhau, để gom lại ba chủ đề thành một trò chơi. Thì hôm nay thầy sẽ cho các con chơi cùng với đội trưởng của các con luôn. Nhưng mà trước tiên khi chơi trò chơi này thì anh cũng muốn hỏi là Mô Thủy có đủ sức khỏe để tham gia trò chơi này không? Chắc chắn là em sẽ tham gia rồi, và em sẽ cố gắng 200% để thay thế cái thể lực của thành viên còn lại.
Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và đây sẽ là trò chơi vận động dành cho các bé. Trò chơi của chúng ta sẽ có tên là giải cứu đội trưởng. Ở trò chơi này sẽ giúp cho các con nâng cao khả năng khéo léo và tinh thần đồng đội. Không đợi quý vị khán giả phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với game thử thách dành cho các cầu thủ nhí. Các vị đội trưởng sẽ được ngồi trên một chiếc ghế ở khung thành đằng kia và ngồi đợi các thành viên của mình giải cứu. Từng thành viên sẽ bịt mắt và xuất phát điểm từ khung thành dưới kia, vượt qua thảm gai nè, bục cao nè. Sau đó các con sẽ tiến đến bục bóng này, chúng ta sẽ nhảy lên như thế nào đó để đâm thủng một quả bóng. Tiếp tục xoay vòng tròn ở ngay chiếc côn và vượt qua các chướng ngại vật tiếp, đi di chuyển đến gần khung thành sẽ giải cứu được đội trưởng. Và trong tuần trước thì đội của đội trưởng SD đã giành chiến thắng trong phần game thử thách. Do đó trong game thử thách tuần này thì đội của đội trưởng ST sẽ đi trước. Xin mời các con, đội màu xanh lá cây vào vị trí. Đi, cứ đi tới. Chuẩn bị bước qua, đi tới, bước qua. Rồi, bước qua luôn. Rồi, cúi xuống có cái sợi dây, con cầm sợi dây đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi. Không, đi tới thầy. Đây thầy, đứng im chỗ. Bên phải nữa. Rồi, nhảy lên. Rồi. Thẳng nữa. Dưới đất, diễn hài quá. Không có thấy sợi dây chứ. Thẳng luôn. Xích lại nước, bước hai bước lên trên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đủ. Rồi. Sao được rồi, ok. Rồi, bước ba bước về phía trước. Lôi về. Đúng rồi, gần được rồi. Từ. Rồi, cái bóng cao su rồi, không bao giờ bỏ luôn. Lùi về hai bước, có cái cột á. Đội chủ ST Sơn Thạch với khởi đầu rất may mắn từ Văn Tiến. Nhưng các bạn còn lại có vẻ chưa được suôn sẻ cho mấy. Rồi, trái banh lúc nào cũng dính chân mình hết. Rồi, đi qua bên trái. Rồi, để lên luôn. Rồi, tiếp theo con. Đi tới. Rồi, bước qua. Cúi xuống nữa, gần rồi. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Rồi, đứng lại đi. Nhảy lên. Từ. Nhảy lên. 2, 3. Nó đụng rồi. Bài cũng không vệ. Xoay 5 vòng. Cúi xuống cái bàn đi. Rồi, đi về phía trước. Rồi, qua bên phải. Đúng rồi, rồi đi thẳng tới luôn. Rồi. Bài tiếp theo. Tới nữa, chưa tới. Tới nữa đi, rồi cúi xuống. Đúng rồi, bước qua cái bậc. Rồi, mò dưới đất. Nhảy 10 cái, bước tới phía trước. Bước. 2, 3, 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, không được rồi. Rồi, dưới đất luôn. Nhanh lên. 4, 5, rồi. Rồi. Bước qua bên phải, lấy cái banh. Rồi, có một bước nữa. Rồi. Cúi xuống, lấy cái banh đằng sau lưng đó. Lấy cái banh quay ngược, lấy cái banh ngay ngược lại luôn. Rồi. Rồi, chuyển nguyên cái banh qua bên trái. Thẳng tới luôn. Rồi, đi thẳng tới luôn. Đi lên phía trước. Rồi. Lên. Tiếp tục. Đi nhanh lên, không có gì sợ. Đi nhanh lên. Rồi, bước qua. Cúi xuống. Cúi xuống, nhảy dây đi. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi. Đứng yên, thầy đội nón vô, đứng yên. Rồi. Bước tới. Chưa đủ khó hay sao chú Ali ơi? Chú Ali thử vô nhảy đi được không? Tôi lại xíu. Nhảy lên. Rồi. Quả bóng phía trên đội trưởng màu xanh lá bị nổ tung rồi. Con hãy giành đội trưởng của con đi. Thường chủ ST qua đi. Tại vì chương trình này đã có cài sẵn hệ thống rồi, chỉ cần vượt qua 10 phút thôi thì quả bóng nó sẽ tự nổ ngay. Do đó đội tiếp theo sẽ là đội của đội trưởng Ali Hoàng Dương. Hãy cố gắng có thể giải cứu được đội trưởng của mình trong 10 phút nha. Rồi, leo lên, leo lên. Rồi, đó, đúng rồi, giỏi. Rồi, mò cộng dây. Hai chân đều nhau.
Rồi đó, đúng rồi, nhảy lên, nhảy lên. Cao hơn lên, nhảy mạnh lên, mạnh lên. Trời ơi, bóng gì vậy? Bóng này làm từ bánh xe. Trời ơi. Cuối cùng cũng chịu nổ, nhưng lại phải nhờ tới sự trợ giúp. Nhật Tân cũng đã cố gắng lắm rồi. Chú đây nè, kìa. Chú ở đâu? Đây. Đi tới. Rồi, bên đây. Đi tới hướng này, đi thẳng qua đây. Qua bên này nè. Rồi, đi chưa? Phải con, trái, trái, trái. Thành viên Lý Lắc Xuân Trương rất nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần mất bình tĩnh đâu. Bước tới chỗ anh. Ok. Đi thẳng về phía trước, thẳng về phía trước. Cậu ấy cứ như là đi bắt cá nhỉ? Đúng rồi. Bên tay phải của con. Lùi về. Đây chú. Đúng rồi con. Chồng ở đây bên phải nè. Rồi kêu bên đây. Để cho bóng làm hướng này, hướng này. Đi thẳng luôn. Rồi đi thẳng về đây. Nghe tiếng chú nè. Rồi bạn đi xuống. Tiếp tục đi qua. Rồi nè. Con xuống leo qua. Đúng rồi, bước qua con. Leo qua, yep. Đúng rồi, tiến về phía trước. Rồi. Nhanh lên. 1 2 Rồi, thả dây xuống con. Đừng có xoay lung tung. Rồi, nhảy. Rồi. Rồi, chị Sam tránh ra cho nó đi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 4 bước. Đi thẳng luôn. Rồi, đi thẳng tới. Dẫn cho bóng. Rồi, đúng rồi, đá trái. Lùi. Đúng rồi. Đá thẳng lên. Rồi, tiếp tục nha, đi con. Ok, rồi. Chồm xuống leo qua. Đúng rồi, bước qua. Ok, rồi, chồm xuống lấy dây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Chú tham gia lắm. 5, 8, 7, 8, 9, rồi, thả dây xuống thôi. Rồi, đi lên nào. Đúng rồi, nhảy lên nào. Nhảy nào. Thẳng cái đầu lên con, Đúng rồi. Đi tới. Có vẻ dưới sự hướng dẫn tận tình của chú Ali, đôi cam thuận buồm xuôi gió hơn đấy. Các thành viên liên tiếp làm nổ bóng chỉ với một cú nhảy đầu tiên. Xuất sắc quá các bạn màu cam ơi. Đi tiếp, xuống đây. Lên. Chồm xuống, leo qua. Đúng rồi. Thẳng lên, rồi mò dưới tay. Nhanh lên con ơi. Thành viên cuối cùng của đội cam đang cố hết sức để hoàn thành thử thách. Cố lên nào, Hoàng Thiên. Đúng rồi. Quẹo phải. Đi qua phải xíu. Một. Yes. Đi thẳng lên luôn. Rồi, đi thẳng tới đây. Rồi. Bên phải, bên trái. Qua trái. Thẳng. Chú vô đây, chuẩn bị cho chú nè. Trái. Đi thẳng. Đúng rồi. Yes. Đội màu cam của đội trưởng Ali đã hoàn thành thử thách. Đội màu xanh dương của chúng ta phải cố gắng hơn. Mời các bạn vào vị trí. Con. Go. Rồi, các con yên để con hướng dẫn nha. Rồi đi lên luôn. Bước xuống cái bậc. Rồi thấy cái bậc bước qua. Cầm cái dây. Bò sợi dây, đúng rồi. 10 rồi. Thả dây xuống. Đi thẳng tới. Đúng rồi. Rồi nhảy đi. Từ từ. Rồi, lên 2 bước. 2, 3, 5 vòng thôi, 4, 5 vòng. Rồi, dừng lại. Rồi, nhớ đi chính xác nha. Đúng rồi. Rồi, bên này. Rồi, quay lưng lại. Quay bên trái đi thẳng luôn. Rồi, đi nhanh luôn. Rồi, đi tiếp tục. Rồi, thấy cái bậc. Bước qua luôn. Bước qua mặt lên. Rồi, nhanh lên nào. Rồi, có dây nè. Bên trái. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đi lên. Đi liên tục. Rồi, đi thẳng. Rồi, xẻ cái tay ra, coi cái cô nó nằm đâu. Tay 10 vòng. 5 vòng thôi. Rồi,
trái. Đúng rồi. Đi thẳng tới, thẳng tới. Rồi, thẳng tới. Rồi lấy chiếc banh về. Rồi đi thẳng lên đây. Thẳng lên luôn, thẳng lên luôn, thẳng lên luôn. Đá, đá mạnh lên, rồi. Mạnh lên là tới rồi. Rồi bám rồi, bám rồi. Tiếp tục luôn, Nam. Nam đi, để lên. Rồi đứng xuống, đúng rồi. Rồi bước qua. Rồi tới trước, mò sợi dây. Cầm dây. Xuống, đúng rồi. Hai ba. Tiếp tục, tiếp tục. Với những động tác rất đẹp mắt, phối hợp nhịp nhàng cùng đội trưởng, đội màu xanh dương của cô Mẫu Thủy có vẻ cũng rất là suôn sẻ đấy. Canh lại, canh lại. Rồi, nhảy. Ok, nhảy. Rồi, đi thẳng, đi thẳng. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Quay quay, năm vòng, nhanh lên. Rồi, dừng lại. Đi thẳng, đi thẳng. Chưa, mình quẹo trái nè, mình quẹo trái. Nhảy nè, nghe tiếng tôi không? Ok, okay lên cô, lên cô nè. Vũ ơi, chuẩn bị, Vũ ơi. Đi Vũ, đi Vũ. Và đây là thành viên bé nhất đội, Minh Phú. Để xem với chiều cao có hạn chế một tí xíu có làm khó bạn không nhá. Lẹ lên Phú. Đúng rồi, đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, đi xuống, đúng rồi. Đi thẳng lên Phú. Bên trái, bên nào? Ở bên trái, bên trái, bên trái. Mời nhảy. Không thể tin được, một phát ăn ngay. Quả là những đứa con thân thương và tài năng của mẹ trẻ Mẫu Thủy. Rồi, rồi cuối người cũng có giúp anh. Quạt cái tay, kiếm giúp anh cho cô. Quay người lại đi thẳng nè, đi thẳng gì biết cô nè, đúng rồi, đi thẳng. Đi thẳng chưa? Rồi, lên, 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 lên. Rồi, đúng rồi, quẹo trái. Rồi, con dịnh cái thông phi, con đi chuyện với anh, đúng rồi. Rồi, đi thẳng, thẳng tới. Rồi, Nam đi đi con, Nam đi đi. Đi Nam. Nhanh lên Nam ơi. Mình biết quy trình rồi đó, mình làm nhanh lên nè. Nhảy đi. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Rồi, 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 thẳng. 5 cái 10 liền à. Đi thẳng lên. Rồi, bên trái, bên trái chút xíu. Rồi, nhảy. Rồi, rồi nhảy nhẹ thôi con, nhảy nhẹ thôi con. Rồi, lên xíu nữa. Rồi, rồi. Đi, 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 nhanh lên nè. Rồi, rồi quạt cái tay đi, quạt cái tay. Rồi, quạt cái tay. Ôi, mệt quá. Những giây phút cuối cùng, Tuấn Nam ơi, nhanh 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 tiến về đích, nhanh lên nào, thời gian không chờ đợi ai đâu. Rồi, qua bên trái đi con, cầm cái banh qua bên trái, đúng rồi. Rồi, đã thẳng lên, đã thẳng, đã thẳng lên đây nè. Thôi, được rồi, vậy. Lên, 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 lẹ lên. Rồi. Cả ba đội cũng đều giải cứu được đội trưởng. Nhưng mà thời gian của ba đội thì khác nhau. Với đội của đội trưởng ST thì đã hoàn thành nổ 5 quả bóng với thời gian là 12 phút 39 giây. Và đội của đội trưởng Mâu Thủy cũng hoàn thành nổ 5 quả bóng với thời gian là 10 phút. Và đội của đội trưởng Ali với những chàng trai rất là nhỏ nhắn, dễ thương nhưng mà vô cùng nhanh nhẹn, hoàn thành nổ 5 quả bóng với thời gian là 9 phút 50 giây. Như vậy là chiến thắng trong ngày hôm nay với game thử thách của chúng ta thuộc về đội trưởng Ali Hoàng Dương. Và đội trưởng Ali Hoàng Dương đã nhận được một quyền ưu tiên, đó chính là lựa chọn 3 thành viên vào đội hình chính thức ngày hôm nay. Chúc mừng đội trưởng Ali Hoàng Dương. ST và đội trưởng Mâu Thủy, mỗi đội trưởng sẽ chọn ra một thành viên vào đội hình chính thức. Và thầy Phương sẽ chọn ra 2 thành viên nữa. Xin mời đội trưởng Ali Hoàng Dương sẽ đưa ra 3 sự lựa chọn của mình. Dạ, vì ngày hôm nay em được ưu tiên là 3 thành viên sẽ vào đội hình tiêu biểu, cho nên là Ali sẽ lựa chọn 3 cái tên, đó chính là Thiên, Tân và Hoàng, sẽ là 3 thành viên trong đội hình tiêu biểu ngày hôm nay. Đội trưởng Mâu Thủy, sự lựa chọn của bạn sẽ là? Dạ, yeah, sự lựa chọn của Thủy sẽ là chọn bạn Phú vào đội hình tiêu biểu. Phú, những cầu thủ tí hơn. Còn đội trưởng ST? Bởi vì đội hình đang khá nhỏ cho nên SC sẽ chọn một bạn khác, một bạn tương đồng hơn, Thiện. Như vậy là chúng ta đã có 5 cầu thủ tí hon ngày hôm nay. 2 sự lựa chọn còn lại sẽ thuộc về huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Thầy sẽ chọn 2 bạn để trong đội hình chính thức để chúng ta thi đấu. Thầy sẽ chọn những bạn mà thời gian vừa rồi là ít được thi đấu, ít được ra sân. Một là một bạn thủ môn, bạn đó là bạn Quý. Và người thứ hai nữa, thầy muốn cho đội hình mình có sự phòng ngự dày dặn hơn. Thầy sẽ chọn Bảo Lâm. Thưa quý
quý vị, như vậy là chúng ta đã có đội hình chính thức ngày hôm nay, 7 cầu thủ nhí. Và 7 cầu thủ nhí còn lại, các con cũng hãy nhớ nha, chúng ta luôn trong tâm thế là sẵn sàng để khi mà huấn luyện viên trưởng có sự thay đổi là các con sẽ tiếp ứng ngay và giúp đỡ bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành một chút thời gian để cho các cầu thủ nhí chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đội khách mời ngày hôm nay, đó chính là đội tuyển Thăng Long. Và huấn luyện viên cho đội trưởng Thăng Long đó chính là huấn luyện viên Nguyễn Thành Nam. Huấn luyện viên cho đội cầu thủ nhí đó chính là huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Chúng ta hãy chào đón trọng tài cho trận đấu ngày hôm nay, đó chính là trọng tài Văn Hiếu. Trận đấu giữa đội cầu thủ nhí 2021 và đội tuyển Thăng Long xin phép được bắt đầu. Dừng giây, bước lên. Ngay từ phút đầu trận đã có nhiều diễn biến kịch tính với không ít pha phản công từ cả hai phía. Đội cầu thủ nhí với đội hình ra sân đồng đều nhưng phối hợp chưa được nhuần nhuyễn nếu so sánh với đội FC Thăng Long. Yep. Trời ơi, cố lên! Xong pha lên, mở ra Phú. Sau lưng Lâm, đúng rồi. Đấy, Kim, bước vô. Trời hay quá. Lên Phú, Phú. Tân kìa. Bước lên, bước chân. Hoàng Thiên đã không thắng được cột dọc của thủ môn Gia Thành. Được đá về. Lên luôn, đi Phú ơi. Đẩy thịt, đi thịt. Đá luôn Tuấn Anh. Tòi đá, đá luôn. Tập trung. Lưới của thủ môn Huy Hoàng đã rung lên. Cầu thủ Ngô Tuấn Anh vừa lập công mở tỷ số cho trận đấu 1-0 nghiêng về phía FC Thăng Long. Sâu. Pha xử lý bóng không tốt của hậu vệ Bảo Lâm. Hai chạm đó. Có xứng đáng không? Sút không vào. Hiện tại đội cầu thủ nhí đang bị dẫn trước. Có thể điều này đã ảnh hưởng tâm lý tới những tình huống xử lý bóng ở hàng phòng ngự. Phối hợp nhau hơn nào. Tốt không? Tốt. Lấy banh, đúng rồi. Go. Liên tiếp là những pha tấn công từ phía đội FC Thăng Long. Sau lưng nói cho bóng rồi. Lại là Ngô Tuấn Anh. Chàng trai mũ nhọn của đội Thăng Long đã khiến thủ thành Huy Hoàng phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa. Hai không rồi đó, tập trung vô đi. Tập trung lên. Thiên đúng rồi. Thiên ơi, ghi lại một bàn coi nào Thiên ơi. Yes. Hãy vô trọng đá đi. Đều. Đều. Rồi, chuyền. Hết. Nhanh lên. Lại không vào. Có rất nhiều pha tấn công từ phía đội cầu thủ nhí nhưng bàn thắng thì chưa tới. Ok, trời ơi. Chớp kìa, bước lên. Lên luôn lên. Xong pha đi. Trời ơi. Thiên. Đúng rồi Thiên. Chuyền cho Thiên. Xem ra may mắn ngày hôm nay vẫn chưa mỉm cười với các bạn nhỏ. Tập trung vô Thiên. Ê, đâu có ai đâu Thiên.
người rồi cuối không chuyện. Cái thiết lừa thiết. Quan sát đá nhanh lên. Không được thì quay về chơi nhanh, di chuyển tiếp lên, quan sát. Đúng rồi. Thành ơi, nhìn lên Thành. Đúng rồi, Trang. Suốt Trang. Chạy về Thành. Đúng rồi. Đi qua bóng xuống, bóng mình nè Trang. Giờ tên Quý. Không vào. Cú sút rất đẹp của Tấn Nam. Cầu thủ vừa được tung vào sân trong hiệp đấu thứ hai. Rất đáng tiếc. Đi lên. Lấy ra Thành, lấy ra Thành. Vô Trang, vô trong Trang. Cố lên, Quý kìa. Cố lên. Tiền Quý chưa? Duy Tiến đã thành công làm rung mạnh lưới của đội FC Thăng Long, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Lấy thật, lấy thật. Lên, bước, lên Khang, lên Khang. Lên. Nhanh dứt Khang lên. Nhanh người, nhanh người, một người thôi. Xong pha hơn đi. Xong pha hơn đi. Đây hơn, bước hơn, bước hơn. Không cho qua, không qua. Đi đi đi, dẫn lên, dẫn lên, dẫn lên. Quý kìa. Quý dẫn lên. Bước, 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 bước hơn, bước hơn. Lên, lên tiếp. Lên tiếp, quay lên năm. Quay lên trên, đúng rồi. Ok kìa. Bước thịnh, bước thịnh. Yeah, tiếp. Tiếp ơi. Quá, tinh thần đội cầu thủ nhí đã được cải thiện rất nhiều nhờ bàn thắng của Duy Tiến. Cầu thủ nhí đang triển khai chiến thuật tấn công dồn dập, nhiệt độ trận đấu đang tăng rất cao với những pha áp sát từ những chân sút đáng gờm. Bước, bước lên, bước lên. Vô Nam ơi, vô Nam ơi. Bước. Sút. Lên cao Thịnh. Một người vô thôi. Lấy Thịnh, lấy Thịnh. Số đã được san bằng 2-2. Sân bóng đã bùng nổ với những pha hò reo của cả ba đội trưởng và các bạn cầu thủ nhí. Chúng ta đã lội ngược dòng thành công một cách xuất sắc. Con trai tôi đâu quý vị? Theo lên luôn, theo luôn, theo luôn con. Nam. Nam ơi. Tiếp tục, chân trái. Đúng rồi. Dứt khoát. Tiếp tục, tiếp tục. Tay tay rồi, dưới tay. Đá hoàng, đá hoàng, đá hoàng, đá hoàng. Lên đi Thịnh. Cũng Thành kìa Thịnh. Bỏ vô giữa kia, bỏ giữa kia. Không có né. Lại là Tấn Nam. Sút. Hôm nay Tấn Nam đúng là tỏa sáng như một vì sao các bạn ơi. Và cùng lúc trọng tài Văn Hiếu cũng đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Tỷ số là 3-2, không thể tin được. Chiến thắng thuộc về đội cầu thủ nhí. Thưa quý vị, kết thúc trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu vô cùng gay cấn và căng thẳng. Giây phút cuối cùng thì đội cầu thủ nhí đã mang về cho mình một bàn thắng để quyết định chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay. 3-2 nghiêng về cầu thủ nhí, xin chúc mừng. Và bây giờ thì chương trình cầu thủ nhí sẽ có những chiếc huy chương lưu niệm gửi tặng cho đội tuyển Thăng Long. Một phần quà của chương trình đó chính là hai chiếc khung thành mà chương trình cầu thủ nhí 2021 gửi tặng cho trường tiểu học Trần Bình Trọng và thầy Nguyễn Thành Nam sẽ đại diện nhận. Thay mặt câu bộ bóng đá trường tiểu học Trần Bình Trọng đã cảm ơn chương trình cầu thủ nhí rất nhiều đã tặng cho trường một bộ khung thành rất là đẹp. Hy vọng sau này phong trào của trường sẽ phát triển mạnh từ những món quà ý nghĩa này. Cảm ơn thầy Nam ạ. Còn bây giờ thì xin mời cả hai đội chúng ta hãy chụp một tấm hình lưu niệm cùng với cầu thủ nhí 2021.
khán giả thân mến, để khích lệ tinh thần và niềm đam mê bóng đá của trẻ em Việt Nam, chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 đã có một món quà rất ý nghĩa, đó là một cặp khung thành gửi đến trường tiểu học Trần Bình Trọng, quận 5, với mong muốn được đồng hành và phát triển những tiềm năng bóng đá nhí. Tôi là huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương. Hôm nay tôi đại diện cho chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 để trao một phần quà cho trường tiểu học Trần Bình Trọng. Chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 đến đây để trao hai cái khung thành cho trường tiểu học Trần Bình Trọng. Hôm nay cảm ơn anh Phương, cảm ơn chương trình Cầu Thủ Nhí đã đến đây tặng cái bộ khung thành cho trường. Đây là một món quà rất là ý nghĩa đối với học sinh của trường, để tạo cho các em có hứng thú và cái đam mê để tập đá bóng thêm nữa. Hy vọng là cái món quà nhỏ của chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 sẽ tiếp thêm một cái động lực cũng như là cái phong trào bóng đá học đường của trường Trần Bình Trọng nói riêng và bóng đá thành phố nói chung. Một lần nữa thì xin cảm ơn thầy và hy vọng là trong những năm sắp tới thì trường mình cũng phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn. Một lần nữa thì cảm ơn Phương và cảm ơn chương trình Cầu Thủ Nhí. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mơ hồ luôn, tự nhiên lâm ít. Trước khi công bố top nguy hiểm, ba đội đã có một cuộc họp kín để nhận xét về nhau. Con thì chọn mấy bạn ít chuyện cho con. Con biết tại sao mấy bạn ít chuyện cho con không? Thật ra là thứ nhất là con nhỏ, con chưa có chơi quen với mấy anh. Thứ hai là mỗi lần mà truyền cho con kiểm soát bóng không có được, con hay là mất bóng. Hôm qua đến giờ thì Thiện chơi cũng được. Ở đây là chương trình của mình có tới 15 bạn mà phải bắt buộc loại thêm nhiều bạn nữa. Nếu mà chỉ là cũng được thôi thì là nó chưa đạt được yêu cầu, con hiểu không? Con phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mặc dù là nói là tổng thể là tất cả 15 bạn đều là ở Cầu Thủ Nhí, nhưng mà chú nhìn vô giày của đội xanh lá hôm nay lại thể hiện không có tốt. Mình phải có sự tôn trọng đội trưởng đúng không? Cô ơi cô. Thôi. Nói chuyện ngang hàng ngang sức không có cô. Cô đang học bài cô, mở cái ra. Con tưởng. Tưởng gì em vô rồi em nhìn bên đây không mà nó khép ra em nhìn bên đây. Thánh Nam, thì hôm nay mặc dù là con chưa có tốt lắm nhưng mà con có sự cố gắng. Cố gắng nhiều hơn, con giữ banh nhiều hơn. Thì cái sự cố gắng đó con ghi nhận nhưng mà nó không nhiều. Còn Phú hôm nay á, thật ra là Phú hôm nay là chơi với cái đội hình mà tiêu biểu có sẵn. Thì cô nghĩ là con chưa có thích nghi kịp. Nhưng mà mình không có thể nào mình nói vậy được. Tại vì mình đã có một cái cơ hội để mình ra sân. Hôm qua rất cố gắng, còn hôm nay thì cứ lạc đẹp, cứ như thế nào á. Nhăn nhó đá gì vậy? Để đưa cho chú được một cái câu trả lời thì chú mới có thể giữ tụi con ở lại. Chú nói đi, chú hồi sáng giờ chú nghe rất là nhiều người nói về con. Thì lúc sáng nghe chú con đang đi đằng này về, xong chú lấy tin chú ấy nhắc, chú ấy báo trường, xong trường đi về chỗ. Hoàng thì sao? Hôm nay con tâm lý chút là không có kiểm soát được tập trung. Ngày hôm nay chú sẽ chọn ra một người mà có thể sẽ làm cho tụi con bất ngờ. Nhưng mà đó cũng là một trong những cái sự lựa chọn để chú theo nội quy chung của một chương trình. Thưa quý vị, không khí hiện tại bây giờ đang rất căng thẳng bởi vì có lẽ là ba đội trưởng cũng sẽ rất là khó khăn khi đưa ra sự lựa chọn của mình. Và hãy chờ xem quyết định cuối cùng của ba đội trưởng sẽ chọn ai nhé. Xin mời ba đội trưởng hãy dẫn thành viên mà chúng ta muốn đưa vào vòng nguy hiểm ngày hôm nay. Sẽ muốn biết lý do vì sao mà ba đội trưởng lại chọn ba thành viên này vào vòng nguy hiểm. Lý do thì chắc là SC sẽ để cho bạn nói. Bởi vì ngày hôm nay Lâm chưa thực sự kiểm soát bóng tốt. Bởi vì Lâm chưa có quen được với cái nhịp của các bạn, cũng như là chưa có cơ hội được tập luyện với các bạn nhiều. Cho nên là hôm nay Lâm thể hiện không tốt cho ở trên sân bóng. Cũng như là Bảo Lâm thì Minh Phú hôm nay cũng được chọn ra đội hình tiêu biểu. Nhưng mà cái thể hiện của Minh Phú hôm nay thì không có tốt bằng tuần trước.
Cho nên là Thụy cảm thấy rất là buồn khi mà phải chọn một cái thí sinh cái sự cố gắng không có liên tục mà lại mất phong độ ngay cái tuần rất là quan trọng như vậy. Và ngoài cái chuyện mà chưa cố gắng trong tuần này thì Phú ở sinh hoạt ở nhà chung thì cũng có nhiều điều làm cho những người anh, những người bạn của mình không thoải mái, đặc biệt là những người mà trong team của Mâu Thủy. Đây cũng là như là một lời răn đe để cho Minh Phú biết được rằng là mình có những cái lỗi lầm nào mình cần phải khắc phục. Thật ra thì nguyên một ngày hôm nay thì Ali đã được nghe rất là nhiều lời phàn nàn từ ekip huấn luyện viên và rất là nhiều người trong chương trình Cầu Thủ Nhí là Xuân Chương có những cái thiếu sự kỷ luật trong nhà chung cũng như là sinh hoạt. Thì đó là cũng là một trong những cái điều mà khiến cho Ali phải suy nghĩ và đắn đo rất là nhiều khi mà để Chương ở top nguy hiểm. Ali nghĩ là mình cần phải cho Chương biết rằng không phải là mình là người giỏi thì mình sẽ quên mất rằng mình cần phải sinh hoạt cùng với lại các bạn một cách thật sự khiêm tốn và thật sự là hòa hợp. Đó cũng là một trong những cái điều khiến Ali phải đưa ra cái sự lựa chọn ngày hôm nay. Cảm ơn ba đội trưởng và xin mời ba đội trưởng hãy về vị trí của mình. Bây giờ cô Sam sẽ dành thời gian cho các con thuyết phục huấn luyện viên trưởng Minh Phương lý do vì sao để giữ các con ở lại với hành trình Cầu Thủ Nhí 2021. Xin mời Xuân Chương. Con xin thầy một cơ hội tại vì con đã giúp cho đội Cam rất nhiều về tinh thần với cả hòa đồng với cả các bạn hơn và con có thể giúp cho Cầu Thủ Nhí lên một tầm cao mới. Nếu mà có một cơ hội thì con sẽ sửa sai của mình. Cũng là một chung là một hậu vệ cho đồng đội. Không thể thiếu về một hậu vệ thì cả bóng thì đội bóng sẽ không bảo vệ được không thành. Không thể thủ được và đánh chắc hơn. Con xin được với thầy là con sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Thầy sẽ giúp con một cơ hội. Thầy dọn con thì con sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ và không đùa giỡn ngay lúc thầy nói và không trả theo khi mà thầy nói. Thầy cảm thấy rất là buồn. Ở đây đội bóng là một tập thể. Thầy muốn chúng ta là một tập thể mạnh chứ không riêng gì một cá nhân nào. Thầy muốn các con thể hiện trong sân và kể cả ở ngoài sân cỏ. Trong sinh hoạt cũng phải giữ đúng cái nội quy của chương trình đề ra. Cho nên thầy không vì bất cứ một cái ngôi sao nào mà làm ảnh hưởng tới đội bóng. Giống như trận đấu ngày hôm nay bị đối phương dẫn trước 2-0, nhưng mà chúng ta cũng đã bằng một sự nỗ lực của tất cả các đồng đội đã lội ngược dòng mặn mục. Cho nên ở đây đánh dấu cái sự tập thể rất là quan trọng. Và giữa ba bạn, thầy muốn cho một bạn nhỏ nhất một cơ hội để mình khắc phục trong thi đấu cũng như cái cách sinh hoạt. Thầy quyết định cho con một cơ hội. Mời con vào lại với con. Chúc mừng Minh Phú đã về lại đội của mình. Vẫn còn cơ hội sửa sai Minh Phú nhé. Con xin thầy một cơ hội, con sẽ sửa được lỗi lầm của con và con sẽ giúp cho Cầu Thủ Nhí nó tiến lên một tầm cao mới. Cho dù thầy thiếu vắng con hoặc bất cứ đội nào ngôi sao trong đội hình cũng không ảnh hưởng gì với đội bóng. Tuần trước thầy đã răn đe bạn Tiến rồi, nhưng cứ một cái lỗi lầm mà cứ lặp đi lặp lại là thầy không đồng ý. Con có muốn nói thêm điều gì nữa không? Con sẽ cố gắng cho đồng đội con sự đoàn kết và tinh thần với các đồng đội. Thầy sẽ không và không chịu không muốn nhau đoàn kết bao bọc với nhau. Nếu bạn nào ra về thì đây cũng là một cái bài học để nhìn vào đó mà các con thay đổi để tiến bộ. Vậy quyết định cuối cùng của huấn luyện viên trưởng Minh Phương, ai sẽ ở lại và ai sẽ ra về? Con được an toàn. Con được an toàn.
Thật bất ngờ khi dừng lại tuần này sẽ là bạn Xuân Trương, một cậu bé tài năng, vui tính. Thầy xin chia buồn với con. Con phải nhớ nha, đây là bài học. Có lẽ đây sẽ là một bài học rất lớn dành cho những cá nhân chưa hoàn thiện kỷ luật trong thi đấu. Chú xin lỗi nhé. Những giọt nước mắt chia tay của 14 bạn cầu thủ nhí đủ để hiểu rằng Xuân Trương là một cái tên quan trọng như thế nào trong đội. Cố gắng nha, đừng bỏ cuộc nha. Ngay sau đây, đội trưởng Ali đã phải có cuộc gặp với huấn luyện viên Minh Phương để mong có thể lay động được vị huấn luyện viên cường nghị này. Dạ, chào. Chào anh. Sao, chuyện gì mà không nói trong nhà chung mà hẹn riêng ở đây? Thì vừa rồi em đã quá sai lầm khi mà đưa Xuân Trương vào top nguy hiểm và anh cũng đã có một cái quyết định, đó chính là loại Xuân Trương. Thì ngày hôm nay em hẹn anh ra đây để mà có thể cứu Xuân Trương quay trở lại với chương trình, bởi vì Xuân Trương là một cầu thủ rất là tài năng. Anh không phủ nhận điều đó. Rõ ràng thì Trương cũng đóng góp rất là nhiều, không chỉ riêng cho đội của mình mà còn cũng hỗ trợ các bạn. Và trong những cái phần chơi game thì em cũng hoàn thành rất là tốt. Nhưng có một điều thì anh cũng muốn là giáo dục cho con mình. Dạ. Đầu tiên là các con phải vấn đề đạo đức tác phong, tinh thần kỷ luật. Sau đó thì mới đến là vấn đề tài năng. Để mà rõ ràng đi với một con đường rất là xa, để mà trở thành một cái cầu thủ chuyên nghiệp thì cả một cái quá trình dài. Nhưng mà để mà giáo dục về vấn đề mà cái tư chất, đạo đức, tác phong, phong cách là bây giờ mình phải làm và hướng cho các con mình đi theo đúng hướng. Cho nên đây cũng là một cái bài học đó, để mà Trương sẽ thấy vào đó là để mà tiến bộ hơn. Không chỉ riêng cái chương trình này, và sau này khi mà em về với lại câu lạc bộ của mình cũng phải vì cái chung, cũng phải vì cái tập thể. Em chỉ mong là có phép anh, màu sẽ anh xảy ra. Nói là thật sự anh cũng rất là tiếc. Yeah. Nhưng mà ban đầu về cái phong cách huấn luyện của mình cũng như là cái tiêu chí để mà lựa chọn cầu thủ thì cái đối với anh thì ngoài cái tài năng ra thì phải cái đạo đức. Nói chung là bạn hơi năng động so với những cái bạn thành viên khác còn lại, và đó cũng là một trong những cái điều mà em cũng muốn đưa Trương ra cái vòng nguy hiểm vừa rồi để mà như là một cái sự răn đe thôi. Tại vì em trong đầu em thì lại nghĩ là Trương không thể nào là người bị loại được, bởi vì bạn ấy quá tài năng. Cho nên là cái sự lựa chọn của anh thật sự khiến em rất là bất ngờ, cũng như là về nhà em rất là dây dứt. Cho nên mới hẹn anh ra đây chỉ để mong muốn là anh có thể xem xét và cho Trương quay trở lại với chương trình. Bởi vì em nghĩ đến một cái tập thể chung của tất cả các bạn, mặc dù biết em nghĩ sau lần này Trương sẽ thay đổi. Để anh xem xét về cái nhà trường hợp này. Anh không dám hứa là sẽ cứu Trương hay là như thế nào đó. Thật sự cái vấn đề này là nó phải có sự công bằng giữa các đội, các vị đội trưởng cũng phải có sự công bằng với nhau. Thì chúng ta mới là đi tới cuối cái chương trình rồi. Ra em muốn nói với anh trước, xong rồi mới nói chuyện với lại chị Mâu Thủy và anh ST. Tất cả cũng phải có một cuộc họp rõ ràng, rồi có đủ cả ba đội trưởng và có cả anh thì mình mới đưa ra quyết định. Em muốn nói với anh trước để em biết được là có cái cơ hội hay không và có một cái quyền hồi sinh ở những cái vòng này hay không. Anh cũng hy vọng là chương trình sẽ cho anh một cái quyền hồi sinh đó. Nếu được cứu Thương Chương thì tuần sau em phải đưa hai bạn vào vòng nguy hiểm cho có sự công bằng giữa đội Mâu Thủy và ST.
liệu rằng đội trưởng Ali Hoàng Dương có đồng ý điều kiện mà huấn luyện viên Minh Phương đưa ra hay không? Khi hiện tại, áp lực từ các bạn cầu thủ nhí là không hề muốn Xuân Trương rời khỏi chương trình. Liệu rằng có phép màu nào ở phía cuối con đường hầm? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo được phát sóng vào tuần sau. Quý vị khán giả đừng bỏ lỡ chương trình Cầu Thủ Nhí vào lúc 15 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.